Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cái bánh đứa mặc cái bánh rừng. Không khí trời mưa xuống là rất á, ở ngoài đường nó ướt một tay vô trong nhà. Yến châu hoặc cái yến nóng
nữa à. Biển dưới đó rồi cái tá hậu học dầu tội. Phòng trọ cô vô nước à? Mình ở đây đi chứ. Trên Liên Chiểu ngập ác. Tội sợ. Tôi hiểu là cái đoạn đào đường á, đoạn ở đây nữa. Đoạn chị đoạn cuối đường á, nó không ngập. Bên xe lại nữa, tôi hiểu giờ đó. Cái mũi nghe ảnh gửi gửi là la luôn thả lỏng. Sạch sẽ. Cứ nghĩ chỗ này nhỏ hơn cái chỗ đó là nghĩ chị lúc nào dự trù là đoạn này đoạn đào rồi chứ.